Trong cửa hàng một tấc vuông này, bão táp nhoáng cái nổi lên. Kim Lăng đặt tay lên kiếm, Ngụy Vô Tiện lia mắt nhìn lướt qua, vội nói, chớ có lộn xộn, đừng rước thêm phiền. So kiếm pháp, cả đám ở đây gộp lại cũng chẳng phải đối thủ của Tống Lam đâu. Thân xác này của hắn linh lực tệ hại, bội kiếm lại không ở bên người. Đã thế lại còn có một kẻ chả biết có phải Hiểu Tinh Trần hay không tự dưng làm loạn. Hiểu Tinh Trần nói, người lớn nói chuyện với người lớn, mấy cậu bạn nhỏ ra ngoài hết đi. Hắn ra hiệu với Tống Lam, Tống Lam lặng lẽ nghe lệnh, lùa đám con cháu thế gia ra ngoài. Hóa ra, hắn dùng thủ thế để điều động Tống Lam. Ngụy Vô Tiện nói với đám thiếu niên, đi ra ngoài trước đi. Các ngươi có ở đây cũng không giúp được gì. Thi độc bên ngoài hẳn đã lắng, ra ngoài rồi đừng có chạy loạn rồi dẫm loạn làm bột nổi lên, hít thở chậm thôi. Kim Lăng nghe thấy có ở đây cũng không giúp được gì, vừa không phục, vừa chán nản, không cam tâm bó tay chịu trói, nhưng trong lòng biết rõ quả thật là bất lực, hệt như tự giận dỗi bản thân, cậu bước ra ngoài trước tiên. Trước khi ra khỏi cửa, Lam Tư Truy muốn nói lại thôi, Ngụy Vô Tiện nói, Tư Truy, ngươi hiểu chuyện nhất, dẫn bọn họ theo, có làm được không? Lam Tư Truy gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói, đừng sợ, Lam Tư Truy, không sợ. Lam Tư Truy lại cười cười, tiền bối ngươi thật giống Hàm Quang Quân. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, giống, bọn ta giống chỗ nào? Hai người khác nhau một trời một vực, như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy. Lam Tư Truy chỉ cười chứ không đáp, dẫn những người còn lại đi ra ngoài. Cậu nói thầm trong lòng, ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại thấy rất giống. Hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây thì không phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì vậy. Không biết Hiểu Tinh Trần kiếm đâu ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào miệng ăn. Hắn nói, thật là cảm động. Sau khi hắn ăn xong, khí sắc tím đỏ trên mặt mau chóng biến mất. Ngụy Vô Tiện nói, thuốc giải thi độc. Hiểu Tinh Trần, đúng. Hiệu quả hơn bát cháo đáng sợ kia của ngươi nhiều, đúng không? Với lại còn ngọt nữa. Ngụy Vô Tiện, các hạ đùa cũng thật quá nhỉ. Tự anh dũng giết tẩu thi một trận ngoài kia đến hết sức không chống đỡ nổi nữa, lại tới lúc sau đỡ một kiếm cho Kim Lăng, hôn mê bất tỉnh, đều là diễn cho bọn ta xem. Hiểu Tinh Trần giơ một ngón tay, dựng đứng lên lắc lắc trước mắt hắn, nói, không phải ta diễn cho các ngươi xem, mà là diễn cho ngươi xem. Ngưỡng mộ đại danh của Di Lăng lão tổ đã lâu, chăm nghe không bằng một thấy. Ta đoán, ngươi vẫn chưa nói cho người khác biết ngươi rốt cuộc là ai đâu nhỉ. Bởi vậy nên ta mới không vạch trần ngươi, bảo tụi nó đi ra ngoài, chúng ta đóng cửa nói chuyện riêng. Sao nào, có phải rất chi kỳ không? Ngụy Vô Tiện bị nói toạc thân phận, không chút biến sắc mà nói, tẩu thi trong nghĩa thành đều do ngươi sai xử. Hiểu Tinh Trần, từ lúc các ngươi vừa vào, cho đến khi ống sáo kia được thổi lên, ta đã cảm thấy ngươi có chút quái lạ. Bởi vì vậy nên ta mới đích thân đến thăm dò thử xem. Quả nhiên, loại pháp thuật cấp thấp như điểm tình triệu hoán thuật kia mà cũng có thể phát huy uy lực mạnh như thế, nói ngươi không phải kẻ sáng lập, cứ như đang kể chuyện cười. Ngụy Vô Tiện, thật là không gạt được người cùng nghề mà. Vậy thì, ngươi bắt đám bạn nhỏ kia làm con tin, rốt cuộc là muốn ta làm gì? Hiểu Tinh Trần cười nói, ta muốn nhờ tiền bối giúp cho một chuyện, chút việc nhỏ thôi. Sư đệ của mẫu thân hắn lại gọi hắn là tiền bối, vai vế này hơi bị loạn rồi đấy. Ngụy Vô Tiện đang hắc nhiên trong lòng, thì thấy Hiểu Tinh Trần lấy một tòa linh năng ra, đặt lên trên bàn, nói, mời. Ngụy Vô Tiện đưa tay đặt lên phía trên chiếc tòa linh năng kia, cứ như bắt mạch mà cầm một hồi, hồn người nào đây? Vỡ nát như thế, cầm hồ dán cũng dán không nổi, chỉ còn dư lại một chút hơi tàn. Hiểu Tinh Trần, nếu như hồn người này dễ dán lại như thế, vậy ta còn cầu ngươi giúp làm gì hả? Ngụy Vô Tiện thu tay về, nói, chút hồn phách chứa bên trong thật sự quá ít. Hơn nữa lúc còn sống người này đã chịu đày đọa cực độ, đau khổ đến tột cùng, rất có khả năng chết do tự sát, không muốn trở về lại thế giới này nữa. Ngươi muốn ta tu bổ hồn phách này, nhưng chắc chắn là ngươi biết. Nếu một hồn phách tự không muốn sống nữa, như vậy 9 phần 10 là không thể cứu lại được. Lời ta đoán không sai chứ, chút hồn phách ấy bị người khác cưỡng ép ghép lại, một khi rời khỏi tòa linh nang, nó có thể rời rạc ra bất cứ lúc nào. Hiểu Tinh Trần nói, ta mặc kệ,
việc này ngươi không giúp cũng phải giúp. Tiền bối đừng quên, mấy người bạn nhỏ mà ngươi dẫn theo kia đều ở ngoài cửa trông mong nhìn ngươi, chờ ngươi dẫn tụi nó thoát hiểm đấy. Giọng điệu khi nói của hắn hết sức kỳ lạ, nghe gần gũi, còn có chút ngọt ngào, nhưng vẫn cứ có một sự hung hãn vô cớ. Phảng phất một phút trước còn thân thiết một câu tiền bối hai câu tiền bối gọi tới vui vẻ, một phút sau đó đã có thể trở mặt động sát thủ với ngươi. Ngụy Vô Tiện cười nói, hừ, các ha cũng là trăm nghe không bằng một thấy đấy. Tiết Dương, ngươi không lo làm lưu manh của ngươi, giả trang đạo sĩ làm gì? Dừng một chút, Hiểu Tinh Trần nhấc tay, tháo băng vải trên mắt xuống. Đôi mắt lành lặn, đây là một khuôn mặt trẻ tuổi được người ta yêu thích, có thể nói là anh Tuấn, nhưng khi cười lại để lộ một đôi răng khểnh, vừa đáng yêu đến gần như có chút ngây thơ, vừa vô hình ẩn giấu hung tàn và khí tức ngang tàng nổi lên nơi đáy mắt hắn. Tiết Dương vứt băng vải qua một bên, nói, ây ra ra, bị ngươi phát hiện rồi. Ngụy Vô Tiện, cố tình ra vẻ đau đến sợ hãi, khiến lương tâm người khác trỗi dậy nên không tiện tháo băng vải của ngươi xuống xem. Cố ý để hở một đoạn xương hoa làm lộ chuyện. Chẳng những biết sử dụng khổ nhục kế, mà còn biết lợi dụng lòng thông cảm của người khác. Diễn một vai thanh giật xuất trần, oai phong lẫm liệt y như thật. Ngươi nên biết, nếu ngươi không bày quá nhiều đồ ra, có lẽ ta đã thật sự thuận lý thành chương mà tin chắc ngươi là Hiểu Tinh Trần rồi. Hơn nữa, lúc vấn linh, hai câu cuối cùng mà Tống Lam đáp, một là Hiểu Tinh Trần, cái còn lại là người sau lưng bọn ngươi. Nếu như người sau lưng bọn ngươi cũng là Hiểu Tinh Trần, không cớ gì Tống Lam lại phải đổi cách diễn đạt khác cả. Trừ phi, Hiểu Tinh Trần và người sau lưng bọn ngươi vốn không phải cùng một người. Hơn nữa Tống Lam muốn nhắc nhở bọn họ, người này rất nguy hiểm, nhưng đáp thẳng Tiết Dương, lại sợ bọn hắn không biết Tiết Dương, không thể làm gì khác hơn là chọn dùng cách diễn đạt này. Tiết Dương cười hì hì, ai bảo danh tiếng hắn tốt, thanh danh ta xấu làm chi? Đương nhiên phải giả làm hắn rồi, vậy mới giành được tín nhiệm của người khác dễ dàng chứ. Ngụy Vô Tiện chắp tay nói, kỹ thuật diễn tinh xảo. Tiết Dương, đâu nào. Ta có một người bạn rất nổi tiếng, kẻ đó mới gọi là kỹ thuật diễn tinh xảo. Ta mặc cảm không bằng. Được rồi, bớt nói mấy lời nhảm nhí, Ngụy tiền bối, việc này ngươi không thể không giúp. Ngụy Vô Tiện, thông minh của ngươi, không hề dưới ta. Đinh dài màu đen khống chế Tống Lam với Ôn Ninh là ngươi làm nhỉ. Âm hổ phù ngươi cũng có thể phục hồi như cũ, tu bổ một hồn phách, cần gì phải muốn ta hỗ trợ. Tiết Dương, này không giống nhau. Ngươi là người sáng lập. Nếu như ngươi không làm ra một nửa âm hổ phù trước đó, ta sẽ không tài nào làm ra được nửa còn lại. Ngươi đương nhiên lợi hại hơn ta. Vì vậy việc ta không thể làm được, thì ngươi nhất định có thể làm được. Thật không rõ. Tại sao kẻ không quen nào cũng đều ôm tự tin thay hắn thế nhỉ? Ngụy Vô Tiện nói, ngươi khiêm tốn rồi. Tiết Dương, đây không phải khiêm tốn, đây là sự thật. Xưa nay ta không thích nói bốc nói phét. Nếu như ta nói muốn giết cả nhà một người, thì nhất định sẽ là cả một nhà, đến cả con chó cũng không trừ lại. Ngụy Vô Tiện vừa định há mồm hỏi, chẳng hạn như Lịch Dương Thường Thị, thì lúc này, cửa lớn thình lình bị đạp ra. Một bóng người màu đen bay vào. Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đồng thời lui về phía sau, rời khỏi chiếc bàn vuông. Tiết Dương còn nhanh tay lẹ chân cầm tỏa linh nang kia theo. Tống Lam một tay chống nhẹ lên bàn, trở mình lên không trung, hạ xuống mặt bàn, tiêu trừ sức mạnh. Tiếp sau đó ngẩng phát đầu lên, nhìn cửa, từng tơ máu màu đen bò lên trên hai gò má của Ai Ôn Ninh kéo một thân xích sắt, cắp theo xương trắng gió đen, nặng nề phá cửa mà vào. Từ lúc Ngụy Vô Tiện thổi tiếng sáo đầu tiên, thì hắn cũng đã phát lệnh triệu hoán Ôn Ninh rồi. Ngụy Vô Tiện nói với hắn, ra ngoài đánh, chớ đánh nát. Coi chừng người sống, đừng để tẩu thi khác tới gần. Ôn Ninh nhấc tay phải, một khúc dây xích vút sang đây, Tống Lam dơ phất trần đón đỡ. Hai vật va chạm, quấn vào nhau. Ôn Ninh kéo xích lùi về sau, Tống Lam cũng không buông tay, cứ thế bị hắn kéo ra cửa. Chúng con cháu thế gia đã trốn vào phòng của một gian cửa hàng khác cạnh bên, ló đầu nhìn chằm chằm ra ngoài. Phất trần, xích sắt, trường kiếm, loảng xoảng len keng, tia lửa tung tóe. Chỉ cảm thấy hai cỗ hung thi này đánh nhau thiệt là hết sức hung hãn, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, từng cú đấm thấu thịt. Nếu là hai người sống đánh tay đôi như thế, đã cụt tay mất chân, đầu nứt toác từ lâu rồi.
Ngụy Vô Tiện nói, ngươi đoán xem, Ôn Ninh đánh với Tống Lam, ai sẽ thắng? Tiết Dương đáp, đâu cần phải đoán, chắc chắn là quỷ tướng quân thắng. Ta chỉ tiếc, đinh đâm vào đầu hắn nhiều năm như thế rồi, vậy mà hắn vẫn không chịu nghe lời. Có vài thứ đã nhận chủ, thật khiến người ta đau đầu. Ngụy Vô Tiện không mặn không lạt nói, Ôn Ninh không phải đồ vật. Tiết Dương cười ha ha, ngươi không cảm thấy lời này có nghĩa khác à? Lúc nói đến chữ có, hắn đột nhiên rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện nghiêng mình tránh đi, nói, ngươi cứ luôn nói được nửa câu đã động thủ giết người như thế sao? Tiết Dương kinh ngạc, đương nhiên, ta là lưu manh mà, đâu phải ngươi mới biết. Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ muốn khiến ngươi không động đậy gì nữa thôi, đi trở về với ta, chậm rãi chữa trị hồn phách này giúp ta. Lần này nói còn chưa dứt lời, hắn lại ra một kiếm. Ngụy Vô Tiện hết trốn lại tránh trong đống người giấy tả tơi đầy đất, thầm nghĩ, bản lĩnh của lưu manh con này thật không tệ. Mắt thấy Tiết Dương xuất kiếm càng lúc càng nhanh, nơi đâm tới cũng ngày càng xảo trá độc ác. Hắn không nhịn được nói, ngươi khi dễ thân xác này của ta linh lực thấp à? Tiết Dương đáp, lưu manh mà. Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng gặp được một tên còn mặt dày hơn hắn, thế là cũng hì hì cười trả, thà đắc tội hảo hán, không thể đắc tội lưu manh. Nói ngươi đấy, không đánh với ngươi, đổi thành người khác. Tiết Dương cười hít mắt, đổi ai vậy? Vị hàm quang quân kia hả? Ta đã phái hơn 300 con tẩu thi bọc đánh y rồi, oai lời còn chưa dứt, một bóng áo trắng đã từ trên trời giáng xuống, ánh xanh lạnh lẽo trong suốt của tỷ trần quét tới trước mặt hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 38 Thảo Mộc quanh thân Lam Vong Cơ như được bao phủ bởi một làn sương giá lạnh, đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện. Tiết Dương ném sương hoa ra cản thay cho hắn một kiếm. Hai danh kiếm tấn công chính diện, rồi bay trở vào trong tay từng người. Ngụy Vô Tiện nói, có phải đây gọi là đến sớm không bằng tới đúng lúc không? Lam Vong Cơ, dứt lời, tiếp tục giao chiến với Tiết Dương. Mới nãy Ngụy Vô Tiện bị Tiết Dương rượt chạy từ đông lượn sang tây, giờ lại là Tiết Dương bị Lam Vong Cơ làm rụt lui liên tục. Hắn thấy tình thế không ổn, mắt đảo quanh, khẽ mỉm cười. Bất chợt, hắn ném sương hoa sang tay trái, còn tay phải thì dụ tay áo biến ra một thanh trường kiếm, chuyển thành song kiếm cùng tấn công, không một kẽ hở. Tay áo kia của hắn tuy nhìn có vẻ khá chật, nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chắc chắn đấy chính là càn khôn tụ đã qua cải tiến, có tác dụng chứa đồ. Trường kiếm rút ra từ bên trong tay áo mang vẻ sắc bén, u ám đáng sợ, lúc vung vẩy, hình thành so sánh rõ ràng với ánh bạc trong trẻo của sương hoa. Song kiếm của Tiết Dương cùng ra, tay trái tay phải phối hợp như nước chảy mây trôi, thoáng cái trở nên hung hãn. Lam Vong Cơ nói, hàng tai. Tiết Dương ra vẻ kinh ngạc, ồ, hàm quang quân vậy mà lại nhận ra kiếm này. May mắn làm sao? Hàng tai chính là bội kiếm của chính Tiết Dương. Kiếm như tên, hài hòa với chủ nhân của nó như thế, là một thanh kiếm không rõ mang đến sự giết chóc máu me. Ngụy Vô Tiện nói, cái tên này hợp với ngươi thật đó. Lam Vong Cơ, lui về sau, nơi này không cần ngươi. Ngụy Vô Tiện liền khiêm nhường nghe lời, lui về phía sau, lùi tới cửa, nhìn ra ngoài, Ôn Ninh mặt không chút cảm xúc đang bóp cổ Tống Lam nhấc y lên cao, nện vào vách tường, đập thành một cái hố to hình người. Tống Lam cũng mặt không chút cảm xúc trở tay nắm lấy cổ tay Ôn Ninh, lộn một vòng hất hắn vào trong. Hai bộ hung thi mặt vô cảm đánh nhau ầm ầm, tiếng đùng đùng vang lên không dứt. Song phương đều không cảm thấy đau đớn, cũng chẳng sợ bị thương, trừ khi bị chém ra thành từng khúc, bằng không dù đứt tay gãy chân cũng vẫn có thể chiến đấu tiếp. Ngụy Vô Tiện tự nhủ, chỗ này hình như cũng không cần mình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong một gian cửa hàng tối om ở đối diện, Lam Cảnh Nghi đang bạt mạng vẫy tay với hắn, thầm nghĩ, hà, bên kia chắc chắn cần mình. Hắn chân trước mới vừa đi, ánh kiếm tị trần đã sáng rực, nhoáng cái sương hoa đã trượt khỏi tay Tiết Dương, bay đi mất. Lam Vong Cơ thuận thế tiếp lấy kiếm, thấy sương hoa rơi vào tay người khác, ánh sáng phẫn nộ âm hàn nơi đáy mắt Tiết Dương chợt lóe lên, hàng tai thẳng tắp chém về phía cánh tay trái tiếp kiếm của Lam Vong Cơ. Một kiếm chém không thành, ánh mắt của hắn chợt trở nên hung ác, âm u nói, trả kiếm cho ta. Hắn càng nóng nảy bộc trộm, Lam Vong Cơ càng chiếm hết lợi thế, hờ hững nói, kiếm này, ngươi không xứng.
Tiết Dương cười gần một tiếng. Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ đám con cháu thế gia bên kia, bị một đám thiếu niên vây quanh. Hắn nói, đều không sao cả chứ? Không sao hết, đều nghe lời ngươi nín thở. Ngụy Vô Tiện, không sao là tốt rồi. Nếu ai không nghe lời ta, ta lại cho uống cháo gạo nếp. Vài thiếu niên đã lĩnh giáo mùi vị ấy dồn dập làm ra vẻ buồn nôn mắc ói. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân ma sát. Cuối con phố dài, bóng người lắc lư đã bắt đầu ngày một nhiều lên. Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng động này, vung tay áo lấy đàn vong cơ ra, thân đàn rơi nằm ngang trên bàn. Y ném tị trần vào tay trái, mũi kiếm không yếu đi, tiếp tục chiến đấu với Tiết Dương. Đồng thời, cũng không quay đầu lại mà đặt tay lên dây đàn, gảy một loạt. Âm đàn bong bong, nơi phía cuối con đường dài, truyền tới tiếng đầu tẩu thi nổ tung quái dị mà quen thuộc. Lam Vong Cơ tiếp tục dùng một tay đối chiến Tiết Dương, một tay gảy đàn cổ. Hời hợt lia mắt nhìn lướt qua, rồi lại thờ ơ cong ngón gảy dây đàn. Hai bên trái phải đồng thời ra trận, phong thái ung dung không vội. Kim Lăng không nhịn được bật thốt lên, lợi hại. Cậu đã từng trông thấy Giang Trừng và Kim Quang Giao chém giết yêu thù, cảm thấy Cửu Cửu và Tiểu Thúc chính là hai vị danh sĩ tiên môn mạnh nhất cõi đời này, nên xưa nay luôn sợ Lam Vong Cơ hơn kính trọng, lo ngại cái thuật cấm nói và tính tình quái gở ấy của y, lúc này vậy mà lòng lại nhịn không được bị phong thái ấy thuyết phục. Lam Cảnh Nghi đắc ý nói, chuyện, Hàm Quang Quân đương nhiên lợi hại rồi, chỉ là ngài ấy không thích khoe khoang khắp nơi thôi. Hàm Quang Quân khiêm tốn mà, đúng không? Đúng không? Này là nói với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao, ngươi hỏi ta hả? Hỏi ta làm gì? Lam Cảnh Nghi cuống lên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hàm Quang Quân không lợi hại? Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nói, ừ, lợi hại, đương nhiên, rất là lợi hại. Hắn lợi hại nhất á, nói, không dằn được mình, hắn cũng mỉm cười. Một đêm kinh tâm động phách, ngàn cân treo sợi tóc dần trôi qua, trời sắp sáng, mà đây cũng chẳng phải tin tốt lành gì. Trời sáng, thì cũng đồng nghĩa yêu vụ sẽ dày lên. Đến lúc ấy, lại là nửa bước khó đi. Nếu chỉ có hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trái lại không khó xử lý. Lại thêm một Ôn Ninh, chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng nhiều người sống ở đây như thế, một khi bị hàng loạt tẩu thi vây quanh, thì chắp cánh cũng khó mà bay. Lúc mạch suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đang quay nhanh để cân nhắc kế sách ứng đối, tiếng gậy trúc trong trèo cạch cạch, cộc cộc gõ lên đất kia, lại vang lên. Là âm hồn thiếu nữ mắt mù, không lưỡi kia đến đây. Quyết định dứt khoát, Ngụy Vô Tiện nói, đi. Lam Cảnh Nghi, đi đâu? Ngụy Vô Tiện, đi theo tiếng gậy trúc kêu. Kim Lăng hơi ngạc nhiên, ngươi bảo chúng ta đi theo một quỷ hồn. Ai biết nàng ấy sẽ dẫn chúng ta đi đâu chứ? Lúc đám con cháu tiên môn thế gia ra ngoài, điều đầu tiên nhận định chính là mấy thứ yêu ma quỷ quái hạng âm tà tuyệt đối không thể tin. Ngụy Vô Tiện nói, đúng, nhất định phải đi theo nàng ấy. Sau khi các ngươi vào thành, tiếng động này vẫn luôn đi theo các ngươi nhỉ? Các ngươi đi hướng vào trong, nhưng lại bị nàng kéo một mạch ra phía cửa thành. Gặp phải bọn ta, lúc đó nàng đuổi các ngươi ra ngoài, là đang cứu các ngươi đấy. Tiếng gậy trúc gõ đất chợt xa chợt gần, quỷ dị khó lường kia là mánh khóe nàng dùng để đe dọa người sống vào thành. Nhưng chủ ý đe dọa ấy, lại không nhất định là xấu. Còn cái đầu người giấy mà Ngụy Vô Tiện đá phải lúc đó, rất có thể cũng bị nàng vứt ở đấy, để nhắc nhở và dọa bọn họ sợ. Ngụy Vô Tiện lại nói, hơn nửa tối qua, rõ ràng là nàng muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó mà biểu đạt không được. Lại còn, Tiết Dương vừa đến, nàng đã lập tức biến mất. Rất có thể, nàng đang tránh né Tiết Dương. Nói chung, tuyệt đối không phải cùng nhóm với hắn. Tiết Dương? Tại sao lại có Tiết Dương ở đây? Ai, thật khó giải thích. Nói tóm lại, kẻ đang đánh với Hàm Quang Quân ở trong kia, không phải Hiểu Tinh Trần, mà là Tiết Dương. Tiếng gậy trúc kia vẫn còn kêu cộc cộc, dường như đang chờ đợi, lại hệt như đang thúc giục. Đi theo nàng, có thể sẽ rơi vào cạm bẫy nào đấy. Không đi theo nàng, sẽ bị đám tẩu thi nổ tung phun một phấn thi độc vây quanh, đi nơi nào cũng không an toàn. Chúng thiếu niên quả quyết đưa ra lựa chọn, cùng nghe lời chạy theo tiếng gõ với Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên, bọn họ bắt đầu di chuyển, tiếng động kia cũng đi theo. Thi thoảng có thể thấy rõ một bóng dáng nhỏ nhắn trong khoảnh sương mù lờ mờ phía trước,
có lúc lại chẳng thấy gì cả. Lam Cảnh Nghi chạy một hồi, nói, chúng ta cứ chạy thế này à? Ngụy Vô Tiện quay đầu lại hô, Hàm Quang Quân, giao cho ngươi. Bọn ta đi trước một bước. Dây đàn vang lên một tiếng vang, nghe rất giống một người đang nói, ừm. Ngụy Vô Tiện phì cười ra tiếng. Lam Cảnh Nghi nói, cứ vậy thôi, không nói thêm gì khác. Ngụy Vô Tiện, không phải vậy thì còn thế nào? Nói cái gì? Lam Cảnh Nghi, sao không nói mấy câu cần có như, ta lo cho ngươi, ta muốn ở lại. Ngươi đi đi. Không, ta không đi, muốn đi thì cùng đi. Ấy, Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười, ai dạy ngươi vậy? Ai nói với ngươi cần có cái đó? Ta thì thôi đi, ngươi có thể tưởng tượng nổi cảnh Hàm Quang Quân nhà ngươi nói mấy câu thế này không? Tiểu bối Lam gia ào ào nói, không thể. Ngụy Vô Tiện, đấy nhé. Cái lời thoại vừa quái gở vừa tẻ nhạt ấy chỉ được cái lãng phí thời gian. Hàm Quang Quân nhà các ngươi đáng tin cậy như thế, ta tin y nhất định sẽ đối phó được. Ta làm tốt chuyện của mình, chờ y tới tìm ta, hoặc ta đi tìm hắn là xong. Đi theo tiếng gậy trúc chưa tới nửa nén nhang, quanh co quẹo vài lần, tiếng động phía trước bỗng dưng im bặt. Ngụy Vô Tiện giơ tay chặn các thiếu niên ra sau, mình thì đi tới phía trước mấy bước. Một gian nhà lẻ loi đứng lặng trong làn yêu vụ ngày càng dày đặc. Kẹt tơ, cửa bị ai đó đẩy từ bên trong ra, lặng lẽ chờ đợi đoàn người xa lạ này bước vào. Ngụy Vô Tiện trực giác cảm thấy ở trong nhất định có thứ gì đó. Không phải cái loại nguy hiểm giết người, mà là thứ sẽ nói cho hắn biết một chuyện, giải đáp bí ẩn này. Hắn nói, tới cũng tới cả rồi, vào đi thôi. Hắn nhấc chân lên, bước vào phòng, một bên thích ứng với bóng tối. Một bên không quay đầu lại nhắc nhở, để ý bậc cửa, chớ vấp. Một thiếu niên suýt nữa bị bậc cửa cao cao ấy vấp té, buồn bực nói, sao lại làm bậc cửa cao thế chứ? Có phải chùa miếu đâu? Ngụy Vô Tiện, không phải chùa miếu, nhưng, cũng là một nơi cần bậc cửa rất cao. Túng tụng lại, lục tục có 5-6 tấm hỏa phù cháy lên, ánh lửa màu da cam chập chờn, rọi sáng gian phòng này. Rơm dạ rải rác đầy đất. Gần ngay đằng trước có một bệ thờ, nằm ngang dưới bệ thờ là vài băng ghế nhỏ chiều cao không đồng đều, phía bên phải còn có một gian phòng nhỏ tối om. Ngoài ra, còn đặt 7-8 cổ quan tài gỗ đen xì. Kim Lăng nói, ở đây chắc là cái nghĩa trang kia nhỉ, nơi đặt người chết ấy. Ngụy Vô Tiện, thi thể không ai nhận về, thi thể đặt ở nhà không may mắn và người chết chờ an táng, thường đều sẽ đưa ra nghĩa trang. Coi như là trạm dịch của người đã chết. Căn phòng nhỏ bên phải kia, hẳn là nơi người trông coi nghĩa trang nghỉ ngơi. Lam Tư truy hỏi, Mạc công tử, tại sao bậc cửa nghĩa trang lại làm cao như thế? Ngụy Vô Tiện, phòng kẻ thi biến. Lam Cảnh Nghi sững sờ, làm bậc cửa cao cao, có thể chặn thi biến à? Ngụy Vô Tiện, không thể chặn thi biến, thế nhưng thỉnh thoảng có thể ngăn cản kẻ thi biến cấp thấp đi ra ngoài. Hắn xoay người đứng trước bậc cửa, nói, giả như ta chết rồi, vừa thi biến. Chúng thiếu niên ngóng trông gật đầu. Hắn nói tiếp, mới thi biến không lâu, có phải tay chân sẽ cứng ngắc không? Có rất nhiều động tác làm không được đúng chứ? Kim Lăng, này chẳng phải lời thừa. Ngay cả bước cũng không được, chân chẳng nhúc nhích nổi, chỉ có thể nhảy. Nói tới đây, cậu bỗng dưng tỉnh ngộ ngay. Ngụy Vô Tiện nói, đúng rồi, chỉ có thể nhảy. Hắn khép hai chân lại. Nhảy nhảy ra ngoài, nhưng bởi bậc cửa quá cao, mỗi lần nhảy đều chẳng qua được, mũi chân va vào bậc cửa, đám con cháu thế gia nhìn mà thấy mắc cười, tưởng tượng dáng vẻ của một bộ thi thể mới vừa thi biến cố gắng nhảy ra ngoài, nhưng dù có làm sao cũng vẫn bị bậc cửa ngăn lại như thế, đều nở nụ cười. Ngụy Vô Tiện nói, thấy không? Dừng cười cả đi, đây là trí khôn dân gian, tuy thô sơ nhìn như trò trẻ con, nhưng dùng để phòng kẻ thi biến cấp thấp quả thật rất có tác dụng. Nếu như kẻ thi biến bị bậc cửa làm vấp ngã, nó sẽ té xuống đất, tay chân cứng ngắc, trong một khoảng thời gian cũng chẳng bò dậy nổi. Chờ nó bò dậy được thì trời đã sáng gà đã gáy, hoặc là bị người trông coi nghĩa trang phát hiện. Những người bình thường không xuất thân từ thế gia mà có thể nghĩ ra biện pháp này, rất giỏi giang. Vừa nãy Kim Lăng cũng mỉm cười, lập tức thu lại, nói, nàng đưa chúng ta đến nghĩa trang làm gì? Lẽ nào nơi đây sẽ không bị tẩu thi vây quanh? Còn bản thân nàng ta đã chạy đi đâu rồi? Ngụy Vô Tiện nói, có lẽ là không thật. Chúng ta đứng đây lâu vậy rồi,
các ngươi có ai nghe thấy động tĩnh của tàu thi không? Vừa dứt lời, âm hồn người thiếu nữ kia thình lình xuất hiện trên một chiếc quan tài. Trước đó dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Tiện, bọn họ cũng đã nhìn kỹ dáng vẻ của thiếu nữ này, ngay cả trạng thái hai mắt đổ máu, mồm không lưỡi há ra cũng đã thấy cả rồi. Bởi vậy nên lúc này gặp lại, không có ai cảm thấy căng thẳng sợ sệt hết. Xem ra quả thật như Ngụy Vô Tiện từng nói, dọa sợ vài lần, lá gan sẽ lớn hơn, có thể bình tĩnh đối mặt. Thiếu nữ này không có thực thể, linh thể phát ra ánh sáng màu lam âm u nhàn nhạt, thân hình nhỏ nhắn, mặt mũi cũng bé, sửa soạn gọn gàng sẽ là một cô thiếu nữ hàng xóm điềm đạm đáng yêu. Nhưng nhìn tư thế ngồi của nàng, lại không nho nhã chút nào. Hai cái chân bé bé rủ xuống gấp gáp lắc lư, cây gậy trúc đảm nhiệm gậy chống mù kia nằm nghiêng dựa vào quan tài. Nàng ngồi trên chiếc quan tài, dùng tay nhẹ nhẹ vỗ vào nắp, cuối cùng lại nhảy xuống, đảo quanh chiếc quan tài, ra dấu tay với bọn họ. Thủ thế lần này rất dễ hiểu, là một động tác mở ra. Kim Lăng nói, nàng muốn chúng ta mở nắp quan tài này ra giúp nàng. Lam Tư Truy ngờ ngợ, đặt trong đây phải chăng chính là thi thể của nàng? Chắc nàng hy vọng chúng ta giúp nàng yên ổn xuống mồ. Đây là suy đoán của Lam Tư Truy. Rất nhiều âm hồn đều bởi vì thi thể không được an táng mới chẳng trật tự như thế. Ngụy Vô Tiện đứng một bên quan tài, đám thiếu niên kia ở phía còn lại, muốn cùng mở ra giúp hắn. Hắn nói, khỏi phải giúp, các ngươi tránh xa ra chút. Lỡ đâu không phải thi thể, lại phọt cho một mớ bột phấn thi độc gì đó vào mặt các ngươi nữa. Một mình hắn mở quan tài, hất nắp xuống đất. Cúi đầu nhìn, trông thấy một thi thể. Chỉ có điều, không phải thi thể của thiếu nữ kia, mà là một người khác. Người này là một nam tử trẻ tuổi, được xếp đặt thành tư thế chắp tay trước ngực ngủ yên, đè dưới hai bàn tay giao nhau là một cây phất trần, toàn thân mang đạo bào trắng như tuyết, đường nét của nửa khuôn mặt bên dưới tuấn tú văn nhã, mặt mày trắng bệch, màu môi nhợt nhạt, nửa khuôn mặt trên lại bị một lớp băng vải rộng chừng 5 ngón tay quấn hết lớp này tới lớp khác. Nơi dưới băng vải vốn là tròng mắt, thế nhưng lại không thấy cái nhấp nhô nên có, mà trống rỗng lõm xuống. Nơi đó căn bản không hề có mắt, chỉ là hai cái hốc trống trơn. Thiếu nữ nọ nghe thấy tiếng bọn họ mở quan tài, lần lần mò mò nhích lại gần, đưa tay vào trong quan tài sờ loạn một hồi, mò tới khuôn mặt thi thể này, nàng dẫm chân, hai hàng nước mắt tuôn ra từ trong đôi mắt mù lòa. Không cần bất cứ ngôn ngữ hay thủ thế nào để biết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thi thể trong nghĩa trang lẻ loi này mới là hiểu tinh trần thật. Nước mắt của âm hồn không tài nào nhỏ xuống. Thiếu nữ kia yên lặng rơi lệ một hồi, bỗng nhiên cực kỳ giận dữ đứng bật dậy, a a a a với bọn họ, vừa vội vừa giận, dáng vẻ cực kỳ khát vọng muốn nói hết ra. Lam Tư Truy nói, có cần vấn linh nữa không? Ngụy Vô Tiện đáp, không cần. Chúng ta không hẳn sẽ hỏi ra được câu mà nàng muốn chúng ta hỏi. Hơn nữa ta cảm thấy câu trả lời của nàng sẽ rất phức tạp, rất khó hiểu. Có rất nhiều từ ngữ không thường dùng. Tuy hắn không nói sợ ngươi đối phó không nổi, nhưng Lam Tư Truy vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Lòng âm thầm quyết tâm, sau khi trở về, mình phải chăm chỉ tu tập vấn linh mới được. Nhất định phải làm được như Hàm Quang Quân, gảy đàn lưu loát, tức vấn tức đáp, tùy giải tùy đắc. Lam Cảnh Nghi nói, vậy giờ làm sao đây? Ngụy Vô Tiện, cộng tình đi. Các gia tộc lớn đều có phương pháp sở trường để thu gom tư liệu, thông tin từ trên người oán linh. Cộng tình là do Ngụy Vô Tiện sáng lập. Thật ra nó không hề cao thâm như những nhà khác. Biện pháp này của hắn ai cũng có thể dùng, chính là trực tiếp với oán linh nhập vào thân, kẻ cộng tình thì xâm nhập vào hồn của oán linh, lấy chính bản thân mình làm môi giới. Văn chi sở văn, quan chi sở quan, cảm chi sở cảm. Nếu như tâm trạng oán linh quá sức mãnh liệt, thì sẽ phải chịu nỗi đau thương, căm phẫn, hay mừng rỡ gì gì đó tác động đến, bởi vậy mới được gọi là cộng tình. Có thể nói rằng, đây là loại trực tiếp nhất, đơn giản nhanh gọn nhất và cũng hiệu quả nhất trong tất cả các pháp môn. Đương nhiên, cũng là loại nguy hiểm nhất. Đối với việc oán linh nhập thân, ai nấy đều sợ hãi không kịp tránh, còn cộng tình thì phải chủ động mời nó tới. Hơi sơ ý tí thì sẽ gieo gió gặt bão, chơi với lửa có ngày chết cháy ngay. Một khi oán linh nuốt lời hoặc thừa lúc vắng mà vào, rình rập vồ đến, kết cục nhẹ nhất chính là bị đoạt xá. Kim Lăng kháng nghị, quá nguy hiểm. Cái thứ tà thuật này, không một.
Ngụy Vô Tiện ngắt lời, được rồi, không còn thời gian đâu. Lại đây cả đi, mau mau, làm xong còn phải đi về tìm Hàm Quang Quân nữa. Kim Lăng, ngươi làm người giám sát. Trong nghi thức cộng tình ắt không thể thiếu nhân vật giám sát. Vì để phòng ngừa người cộng tình lọt vào trong cảm xúc của oán linh rồi không cách nào thoát khỏi, cần phải bàn bạc ám hiệu với người giám sát trước. Ám hiệu này tốt nhất là một câu nói, hoặc là một giọng nói cực kỳ quen thuộc với người cộng tình. Người giám sát theo dõi liên tục, một khi phát giác tình huống có biến, lập tức hành động, kéo người cộng tình ra. Kim Lăng chỉ vào mình nói, ta, ngươi bảo bản, ngươi bảo ta giám sát ngươi làm chuyện này. Lam Tư Truy, Kim Công Tử không làm, vậy để ta. Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, ngươi có cầm theo chuông bạc của Giang gia không? Chuông bạc là đồ trang sức mang tính biểu tượng của Vân Mộng Giang Thị, từ thuở bé Kim Lăng đã được hai nhà nuôi lớn. Lúc thì ở Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim Thị, khi thì ở Liên Hoa ổ Vân Mộng Giang Thị, nên đều mang theo đồ của hai nhà. Cậu vẻ mặt phức tạp thò tay vào càn khôn tụ, moi ra một chiếc chuông nhỏ kiểu cổ, trên thân chuông màu bạc chạm trổ ra văn Giang Thị, sen chín cánh. Ngụy Vô Tiện đưa nó cho Lam Tư Truy, nói, chuông bạc của Giang gia có hiệu quả trấn tĩnh thư thái, hãy lấy cái này làm ám hiệu. Kim Lăng đưa tay đoạt chiếc chuông lại, nói, cứ để ta đi. Lam Cảnh Nghi hầm hừ, lúc bảo không muốn, lúc lại đồng ý, chợt sáng chợt tối, tính tiểu thư. Ngụy Vô Tiện nói với thiếu nữ nọ, ngươi có thể vào rồi. Thiếu nữ nọ xoa mắt và mặt, đâm vào người hắn, toàn bộ hồn phách đều chui vào trong. Ngụy Vô Tiện xuôi theo quan tài, từ từ tuột xuống, chúng thiếu niên luống cuống kéo một đống rơm lại để hắn lót ngồi. Kim Lăng nắm chặt chiếc chuông kia, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Lúc thiếu nữ nọ đi vào, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, cô nương này là người mù, mình cộng tình với nàng ấy, vậy chẳng phải đến lúc ấy mình cũng thành người mù, không nhìn thấy gì hết hay sao? Này thật là đã làm hỏng khá nhiều. Thôi, có thể nghe cũng không tệ. Quay mòng mòng một hồi, hồn phách vốn đang bay bổng hệt như rơi xuống đất. Thiếu nữ nọ vừa mở mắt, Ngụy Vô Tiện cũng mở mắt theo nàng, ai mà ngờ, trước mắt lại là một vùng non xanh nước biếc rõ rõ ràng ràng. Vậy mà lại nhìn thấy, có lẽ lúc này trong ký ức của thiếu nữ, nàng vẫn chưa bị mù. Ngụy Vô Tiện đã bước vào hồn phách của nàng, hiện ra trước mắt hắn là một mẩu tình cảm trong ký ức của nàng, là điều mà nàng rất muốn nói hết cho người khác hay. Lặng yên quan sát, tức thì nhận thấy đã cảm giác được. Lúc này, tất cả cảm quan của hai người đều hòa chung với nhau, mắt của thiếu nữ nọ chính là mắt của hắn, miệng của nàng cũng chính là miệng của hắn. Dường như thiếu nữ này đang ngồi bên một dòng suối, soi nước chăm chút. Tuy quần áo rách nát, nhưng sạch sẽ cơ bản vẫn có. Nàng nhịp nhịp chân, vừa ngâm nga một khúc nhạc ngắn, vừa vấn tóc. Ngụy Vô Tiện cảm giác có một cây châm gỗ nhỏ mảnh đâm đến đâm đi vào tóc. Bỗng nhiên, nàng cúi đầu xuống, nhìn bóng của mình trong nước. Ngụy Vô Tiện trong hồn phách của nàng, cũng cúi đầu theo, trông thấy dáng dấp của hắn lúc này. Suối nước phản chiếu một cô bé với khuôn mặt tròn trái xoan, cằm nhọn. Trong đôi mắt của cô bé này không có con ngươi, chỉ là một khoảng trắng trống rỗng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, lẽ nào lúc này nàng đã mù? Nhưng hiện giờ rõ ràng là mình nhìn thấy được mà. Lúc cộng tình, bất cứ cảm giác gì cũng đều tương thông với oán linh cả. Thiếu nữ nọ vấn tóc xong, phủi phủi mông nhảy bật dậy, cầm cây gậy trúc bên chân, nhảy nhảy nhót nhót cất bước men theo đường. Nàng vừa đi vừa vung vẩy cây gậy trúc ấy, đánh vào cành lá trên đỉnh đầu, khều khều cục đá ở bên cạnh, dọa đám châu chấu trong cỏ, liên tục không ngơi. Xa xa phía trước có vài người đi tới, nàng lập tức ngừng nhảy, quy quy củ củ cầm cây gậy trúc kia, gõ gõ lên đất dò đường, chậm rãi bước tới, dáng vẻ trông rất cẩn thận. Mấy thôn nữ đang đi tới thấy thế đều tránh đường cho nàng, châu đầu ghé tai nhau. Thiếu nữ nọ vội vã gật đầu nói, cảm ơn. Cảm ơn, một cô thôn nữ dường như sinh lòng thương hại, vén vải trắng trên nắp rổ lên, lấy một cái màn thầu nóng hổi đưa cho nàng. Em gái, ngươi cẩn thận chút, có đói bụng không? Ngươi cầm cái này mà ăn. Thiếu nữ nọ a một tiếng, cảm kích nói, này sao được, ta. Cô thôn nữ kia nhét bánh màn thầu vào tay nàng, nói, ngươi cầm đi. Nàng bèn cầm, A Thiến cảm ơn chị ạ. Hóa ra thiếu nữ này tên là A Thiến. Tạm biệt mấy cô thôn nữ kia xong, A Thiến cặp hai,
ba cái đã ăn xong chiếc bánh, lại bắt đầu nhún nhảy. Ngụy Vô Tiện trong thân thể nàng cũng nhảy theo luôn, nhảy đến đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ cô nương này cũng hoang dã quá nhỉ. Mình hiểu rồi, hóa ra là nàng đang giả mù. Đôi tròng trắng này quá nửa là trời sinh, tuy nhìn như người mù, nhưng thật ra vẫn có thể trông thấy. Thế là nàng liền lợi dụng điều này để giả vờ mù lòa gạt người ta, dành sự thông cảm. Nàng là một cô bé độc thân lang thang, có lẽ cha mẹ đều không còn, giả bộ mù lòa, để người khác tưởng nàng không thấy đường, đương nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Nhưng thật ra nàng đều nhìn rõ ràng, tùy cơ ứng biến, trái lại cũng có thể coi là một biện pháp khôn ngoan. Thế nhưng hồn phách của A Thiến quả thật là đã mù, cũng nói rõ là khi nàng còn sống đã không nhìn thấy gì. Vậy rốt cuộc tại sao từ giả mù lại biến thành mù thật? Phải chăng nàng đã nhìn thấy thứ gì không nên nhìn? Khi không có ai, A Thiến nhảy nhót một mạch, lúc có người thì liền sợ hãi rụt rè giả bộ không thấy, vừa đi vừa nghỉ, bước tới một khu chợ. Ở nơi có nhiều người, nàng đương nhiên lại muốn trổ tài, làm đủ trò, ngụy trang đến mức vui phơi phới. Một cây gậy trúc gõ gõ đập đập, chậm chậm rãi rãi đi lại trong dòng người. Thình lình, nàng va phải một gã đàn ông trung niên bận đồ quý giá mới toanh, rồi hệt như sợ hãi dữ lắm, luôn mồm nói, xin lỗi, xin lỗi, ta không nhìn thấy, xin lỗi, không nhìn thấy chỗ nào. Nàng vốn xông thẳng vào người gã đàn ông này mà. Gã đàn ông kia bị đụng phải, nóng nảy quay đầu lại, dường như muốn chửi ầm lên vậy. Nhưng khi nhìn thấy chỉ là một người mù, lại còn là một cô bé có hơi xinh xắn, nếu cho nàng một bạt tai ngay trên đường, thể nào cũng sẽ bị người ta chỉ trích, đành phải mắng một câu, đi đứng cẩn thận chút cho ta. A Thiến liên tục xin lỗi, trước khi đi gã đàn ông kia còn không cam lòng, tay phải không thành thật nhéo một cái thật mạnh lên mông A Thiến. Lần này chẳng khác nào nhéo lên trên người Ngụy Vô Tiện, cảm xúc như nhau, nhéo tới độ làm lòng hắn nhoáng cái nổi đầy da gà, chỉ muốn đập phát nện gã ta chui luôn xuống đất. A Thiến co rụt người đứng đờ ra, dường như rất sợ hãi. Nhưng đến khi gã đàn ông kia đi rồi, nàng lại gõ gõ đập đập đi vào một con hẻm nhỏ ẩn núp, lập tức phi một tiếng, lấy túi tiền trong lòng ra, đổ lên tay đếm đếm, lại phi thêm cái nữa. Thằng cha thối tha, lại là cái đức hạnh này, ăn mặc ra dáng lắm mà trên người lại chẳng có bao tiền, cầm lên lắc cũng chẳng kêu nổi. Ngụy Vô Tiện giờ khóc giờ cười. A Thiến mới mười mấy tuổi, hẳn là hiện giờ còn chưa tới mười lắm, nhưng chửi người lại hết sức trôi chảy, lột túi tiền của người ta lại càng thuận tay hơn nữa. Hắn nghĩ thầm, nếu như ngươi lột của ta, chắc chắn sẽ không mắng thế này đâu. Năm đó ta cũng từng có tiền đấy. Lúc hắn còn đang cảm khái từ khi nào mình lại biến thành một tên người nghèo rớt mồng tơi, A Thiến đã tìm thấy mục tiêu kế tiếp. Giả mù ra khỏi hẻm, đi được một đoạn, giở trò cũ, ai ia đụng vào người một đạo nhân mang đồ trắng, lại nói, xin lỗi, xin lỗi, ta không nhìn thấy, xin lỗi, ngay cả từ cũng chẳng đổi, tiểu mỹ nhân. Đạo nhân kia bị nàng đụng phải thoáng lắc lư, quay đầu lại, đầu tiên là đỡ lấy nàng, hắn nói, ta không sao, cô nương ngươi cũng không nhìn thấy ư? Người này rất trẻ, đạo bào mộc mạc sạch sẽ, trên lưng đeo một thanh trường kiếm được vải trắng bao bọc, nửa mặt dưới rất là tuấn tú, tuy có hơi gầy gò, nửa mặt trên thì lại quấn một lớp băng vải rộng chừng 5 ngón tay. Dưới băng vải mơ hồ rỉ ra chút máu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 39 Thảo Mộc. A Thiến dường như sững ra, lúc này mới đáp, đúng, đúng đó. Hiểu Tinh Trần nói, vậy ngươi đi chậm thôi, đừng nhanh quá, lại đụng phải người ta thì không hay đâu. Hắn chẳng nói một lời tới chuyện mình cũng không nhìn thấy, nắm tay A Thiến, dắt nàng tới ven đường, nói, đi bên này, khá ít người. Lời nói lẫn động tác của hắn đều vừa dịu dàng vừa cẩn thận. A Thiến vươn tay ra rồi lại do dự hạ xuống, cuối cùng vẫn thần không biết quỷ không hay mà mó lấy túi tiền bên hông hắn, rồi nói, A Thiến cảm ơn ca ca. Hiểu Tinh Trần nói, không phải ca ca, là đạo trưởng. A Thiến chớp mắt, là đạo trưởng cũng là ca ca nha. Hiểu Tinh Trần cười, nếu đã gọi ta một tiếng ca ca, vậy thì trả lại túi tiền cho ca ca đi. Tay chân của loại lưu manh phố phường như A Thiến dù có nhanh hơn gấp chục lần, cũng không thể nào giấu được ngũ giác của người tu tiên. Nàng vừa nghe thấy, đã nắm lấy cây gậy co giò lao nhanh,
chưa chạy được hai bước đã bị Hiểu Tinh Trần một tay túm cổ, nhấc trở về. Đã nói đừng chạy nhanh vậy rồi mà, lại đụng phải người ta thì sao đây? A Thiến uốn éo vùng ra, hấp hé môi, răng trên cắn vào môi dưới. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không xong, nàng tính hô, phi lễ. Đúng vào lúc này, một gã đàn ông trung niên vội vã quẹo từ góc đường ra. Gã vừa thấy A Thiến, mắt sáng rỡ, hùng hùng hổ hổ đi tới. Con oắt này, bắt được mày rồi, trả tiền lại đây. Mắng chưa hết giận, phất tay phết một tát lên mặt nàng. A Thiến sợ đến mức vội vã rụt cổ nhắm mắt lại. Nào ngờ, một bạt tai này không hạ lên má nàng, mà đã bị người ta chặn đứng giữa chừng. Hiểu Tinh Trần nói, các hạ bình tĩnh chớ nóng nảy. Đối xử với một cô bé như thế, không hay lắm đâu. A Thiến lén lút mở mắt liếc nhìn, gã đàn ông trung niên nọ rõ ràng dùng lực rất mạnh, nửa đường bị Hiểu Tinh Trần nắm lại, nhìn như rất nhẹ nhưng lại chẳng thể tiếp tục hạ xuống thêm chút nào nữa. Lòng thấy sợ hãi, mạnh miệng nói, cái tên mù tự dưng chạy ra nhà ngươi, thật uổng cho ngươi làm anh hùng hảo hán. Con oắt này thân với ngươi lắm à, ngươi cũng biết ả là kẻ cắp mà, ả móc túi tiền của ta, ngươi che chở cho ả, vậy ngươi cũng là trộm. Hiểu Tinh Trần một tay túm hắn, một tay túm A Thiến, quay đầu lại nói, trả tiền lại cho người ta. A Thiến vội móc chút tiền lẻ kia từ trong lòng ra đưa sang. Hiểu Tinh Trần thả gã đàn ông trung niên nọ ra, gã cúi đầu đếm đếm, không thiếu, lại nhìn tên mù này, biết hắn không dễ đối phó, đành phải ngượng ngùng bỏ đi. Hiểu Tinh Trần nói, lá gan ngươi to nhỉ, không thấy đừng còn dám trộm đồ. A Thiến nhảy bật lên, gã sợ ta, nhéo mông ta, nhéo đến đau luôn, ta lấy của gã ít tiền thì sao? Túi tiền to như thế mà có chút tí, vậy mà cũng chẳng biết ngại, còn làm dữ muốn đánh người ta, đồ quỷ nghèo. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, rõ ràng là do ngươi muốn ra tay nên đụng vô người ta, giờ lại biến thành gã ta sai trước. Thật là khéo đổi trắng thay đen mà. Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nói, đã như vậy, ngươi càng đừng đi trêu chọc. Nếu hôm nay không ai ở đây, một bạt tai kia có lẽ sẽ chẳng giải quyết được chuyện này đâu. Tiểu cô nương tự lo lấy đi. Hắn nói xong, xoay người đi về một hướng khác. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không đòi lại túi tiền của mình, vị sư thúc này của mình cũng là một người thương hương tiếc ngọc đây. A Thiến cầm chiếc túi tiền nhỏ mà mình trộm được nọ, đứng ngơ ra một lúc, bỗng dưng nhét nó vào lòng, gõ gậy trúc đuổi theo, đâm đầu vào lưng Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần đành phải đỡ lấy nàng, nói, còn chuyện gì nữa? A Thiến, túi tiền của ngươi còn ở chỗ ta này. Hiểu Tinh Trần, cho ngươi, tiền cũng không nhiều, trước khi xài hết đừng đi trộm. A Thiến, ban nãy nghe con quỷ thối tha kia chửi người, hóa ra ngươi cũng mù à? Nghe được nửa câu, vẻ mặt Hiểu Tinh Trần thoáng cái ảm đạm, nụ cười cũng lập tức biến mất. Lời trẻ con hồn nhiên không kiêng dè, là thứ có khả năng chí mạng nhất. Trẻ con chẳng hiểu chuyện, mà chính vì chúng nó không hiểu, nên mới luôn thẳng thừng làm đau lòng người khác nhất. Màu máu đỏ mơ hồ dưới băng vải quấn mắt của Hiểu Tinh Trần ngày càng đậm lên, gần như thấm vải mà ra. Hắn giơ tay che hở bên trên, cánh tay run lên, nỗi đau đớn và sự bi thương của việc móc mắt không hề dễ khỏi. A Thiến vui vẻ nói, vậy ta đi theo ngươi. Hiểu Tinh Trần gắng gượng mỉm cười, theo ta làm gì? Ngươi muốn làm nữ quan à? A Thiến, ngươi là tên mù lớn, ta là bé mù nhỏ, chúng ta đi cùng, vừa khéo có thể săn sóc cho nhau. Ta không cha không mẹ không nơi để đi, đi với ai cũng là đi về nơi đâu cũng chẳng phải vẫn là đi hay sao? Nàng vô cùng thông minh, chỉ lo Hiểu Tinh Trần không đồng ý. Thấy hắn nhất định là người tốt, lại uy hiếp, nếu như ngươi không đồng ý dẫn ta theo, ta sẽ xài hết tiền, chỉ nhoáng cái thôi, đến lúc đó lại đi trộm đi lừa lọc, bị người ta, bị lão đại bạt tai, đánh đến nỗi chẳng phân biệt được đông nam tây bắc, thiệt đáng thương biết bao.